Chào anh em nha, chào các bác nha. Chán đi câu khỉnh rồi, giờ chuyển câu mương các bạn. Nay buổi sáng đi câu khỉnh thì chắc được tầm 3-4 nặng thôi. Nay chiều đi lội nước cho mát các bạn. Nước hôm nay khá đẹp đấy các bạn. Nước này khá đẹp cho câu mương nhé các bác nhé. Thì trước đánh ở đây mấy buổi rồi thì hôm nay lại đi tiếp. Nước suối này khá đẹp nha các bác nhé. Nay em đi câu mình cần 4,5 m với vẫn cái mồi bột truyền thống các bác nhé. Công thức mồi bột truyền thống. Đấy. Trứng vịt bỏ lòng trắng đi, lấy mỗi lòng đỏ thôi nhé. Chết rồi, này mang mỗi quả trứng mà lòng đỏ có vẻ hơi ít này các bác này. Lòng đỏ có vẻ hơi ít đấy. Đấy, lấy mỗi lòng đỏ nhé. bột mì loại nào được các bác nhé, không phải nhất thiết thì cứ phải hãng nào bột nặng, không nhất thiết cứ phải hãng nào bột nặng bột nào đó. Chúng ta cứ trộn nó lên sao cho nó độ dính độ dẻo nó vừa phải phù hợp là được. Nó tùy vậy, một số bác thì thích đánh nó mềm mềm một tí, nó mềm mềm nó nhạy hơn thì lại thích nó dẻo dẻo dai dai một tí, nó dai thì mồi nó bền hơn, nhưng mà cá nó ăn thì nó sẽ không nhiều bằng cái nó ăn mềm mềm các bạn. Nói chung là độ dẻo nó phải vừa phải, vẫn nhão á, hay tại trứng để chủ nạnh nhão vẫn nhão á, cho thêm một bạn, cứ cho thêm ít một thôi, không đến lúc là cứng quá khó đánh. Hơi nhão cho thêm tí nữa, cho vừa vừa nha, nếu lúc này dẻo quá này thành như nhìn là bánh mì thì khó lắm đấy, nó dẻo khô khô như này này, này. Dẻo dẻo khô khô như này này, này. Vừa này đấy. Nó vừa đủ dính lưỡi câu. Trời thời tiết nó nắng nóng nó lại khô vào nữa, mình cho nó nhão nhão một tí, nó vừa vừa phải một tí ngon vậy nha các bác nhé. Chào các bạn nha, bắt đầu đi câu thôi. Trời vẫn đang nắng nha các bác nha, nắng cũng câu. Đang câu bằng cần 4,5 m các bác nhé. Chết. Đi giật mương này sướng đấy. Đấy, em làm hẳn cái phao to cho dễ nhìn các bạn. Đánh phao bé thôi, nhưng đánh phao to này cho mọi người dễ quan sát. Mồi mới bỏ ra tay một tí mà đã khô các bạn. Mới bỏ ra tay một tí nữa đã khô mà. Ôi kìa. Cá con nó phá. Cá bé nó phá đấy các bạn. Để các bạn xem suối rất là đông người nhé. Đây. Thế mà trên đây cũng đoạn trên phía trên cũng có người quăng chài, mọi người bắt khính bắt chép thôi, mình thì đi bắt mương thôi. Chết.
Cái mương thì giờ nó đang mương bé như tí ra giữa dòng kia. Có nhiều mương to, nhiều mương hoa to các bạn. Chết. Giật sướng các bạn. Chỗ mương mồi trứng này giật sướng nhất. Không phải mắc mồi. Quệt lưỡi câu phát là đánh thôi. Úi giời. Cá hôm nay ăn rất là mạnh. Thôi tranh thủ đi câu, nắng tí đi câu. Mai kia nó mưa về. Nó mưa thì này. Mưa nước đục này không đánh được. Úi. Cá bé quá, dịch về chất ngoài đã nhé. Lại tiếp tục lên cá các bạn. Úi, đèo cái găng tay này. Nó vướng các bạn. Được cá lại móc luôn vào. Được cá lại móc luôn vào cả găng tay. Mất thời gian quá. Giật mạnh tay. Nhẹ nhẹ tay thôi bảo. Tay nhẹ nhẹ này. Tay to giật cứ khỏe. Giật cứ giật khỏe. Sao chết. Đấy. Thì trường hợp con nào nuốt sâu hẳn ấy thì chết. Một cái to phết. Bắt được nhịp nó. Nhanh lắm. Giật hơi mạnh tay các bạn. Lại dính cá. Hả? Ừ. Lên em à. Mương hoa. Đẹp không các bạn? Đấy. Mương hoa to chưa?
Câu cá này thì giật liên tục nhưng mà cũng tỷ lệ trượt nhiều lắm. Úi, rơi. Cá bé quá. Đi thì câu cá mương này thì cá nó bé. Đổi lại được giật liên tục. Giật mạnh quá các bạn, đang giật nhẹ nhẹ tay vào, nãy giờ giật nhẹ nhẹ tay lại mà toàn. Toàn này giật này. Quá tay đây các bạn. Bé quá. Bé quá các bạn. Thả. Lại tiếp tục. Cứ bảo giật nhẹ nhẹ tay thôi mà cuối cùng cứ đã mầm ấy. Vẩy phát này này. Sao chìm nghỉm thế mà không dính thế tài. Bắt săn lại nó. Gắn nồi chìm vào đại ca. Chết. Cá bé nhiều quá khi em chuyển này, rỉa mồi cây quá này, toàn cá bé. Toàn cá bé các bạn. Cá bé nó rỉa mồi cây quá. Giờ toàn trượt. Nó không. Nó ăn. Câu nốt đoạn này này, xuống đoạn này, này. Chốc nữa chuyển này. Chuyển lên trên kia câu.
rỉa phao rỉa mồi khi kéo chui vào mầm đấy. Kéo con to cho nó sướng, ít cá to quá. Trước câu rất nhiều cá to đoạn này, nhưng mà ngay toàn cá bé. Đấy, bây giờ đến tiết mục săn ở thác các bạn, săn ở thác. Đoạn này với thác này. Đây là đấy, con mương hoa đuổi chết. Úi dồi ôi, con mương hoa nhìn thấy nó đuổi. Nhìn thấy nó theo mồi biết nó chết rồi. Không phải này, chỉnh phao nó thấp xuống tí nữa. Cầu một phao, hai phao, táng hẳn ba phao nhìn cho nó rõ. Chết rồi. Đấy, chìm phao này, cá cắn rồi này. Không giật. Chết, như là em mương hoa nữa.
lại một em mương hoa nữa. Phê. Đây. Hàm này chắc thật đấy. Thành quả ở bãi câu này đây các bác nhé. Yeah. Bãi câu này được từng này đây. Đây một ít trong đây nữa. Bãi câu này. Rồi, chuyển lên bãi trên kia. Được hơi ít. Được từng này đó. Giờ chuyển bãi từ dưới chỗ chân dốc kia lại chuyển lên trên này. Bãi chỗ cua gió này các bác nhé. Lên đến đây 5 giờ chiều đây này. Nước câu được mỗi đoạn thác câu chắc mỗi đoạn thác khác này cũng đến tối rồi về luôn. Nào lại tiếp tục hành trình nào. Tiếp tục hành trình bắt mương nào. Con đầu tiên. Con đầu tiên bãi này nhá. Nước tĩnh tĩnh này nó cắn này, mạnh này luôn. Đứng. Cả làm chết rồi. Đứng. Rồi các bác thấy gió. Con thứ hai. Chậu nước chảy đi. Mắc rồi. Chả nóng, mất bao nhiêu thời gian. Con thứ tư. Nước đã trôi chậm chậm này. Hơi bực tí nhưng mà không sao các bạn. Có cá là được. Chợ tối này nó ăn nó cũng mạnh rồi. Trôi áp hết đấy, không phải nó lên được. Dưới nước này hay không? Con tự sàn sàn tầm này ăn lại ngon này.
Dạ. Ngon phát lưới luôn các bạn. Thế em chàng. Đấy rồi. Làm cho Minh Hoa. Cho vào đây cho chắc. Minh Hoa. Đoạn nước tĩnh tĩnh này, này lại có cá, nó không chảy mạnh, nó chảy vừa vừa thôi. Có cá bởi chim ta này chết, chết rồi. Này, 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 Mương Hoa này. To phết đấy, nhìn vậy thôi các bạn. Mương Hoa to thế, kéo đã tay luôn. Thoát. Đây, đoạn suối ở trên cua gió các bác nhé. Tí nữa về em sẽ tổng kết lại sau các bác nhé. Đây, khoe cá chỗ này thôi. Đang chuẩn bị. Các bác nhé, em kết thúc buổi câu ở đây nhé. Thì thành quả hôm nay đây các bạn. Thành quả hôm nay đây các bạn. Được. Đâu đó 7-8 nạng cân chứ không được nhiều nữa. Đấy nhé, chào các bác nhé. Các bác xem kênh em thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ kênh em nhé.